làm cho đế quốc Mỹ cũng hốt hoảng, bay lượn rất nhiều và thả bom không chuẩn, không chính xác vào các vùng mà nó nghi là quân sự, rồi bổ nhào đánh rất nhiều, đánh ghê gớm. Nhân dân Bảo Ninh cũng sau vụ ấy cũng bị có thiệt hại ghê gớm, dân nhiều người chết. Mến chào quý vị đã quay lại kênh Tìm Về Dấu Xưa của Trương Đệ. Như quý vị đã biết, trong những năm 1964 đến năm 1965, tại thị xã Đồng Hới, có anh hùng Trương Pháp đã chống trả quyết liệt giặc Mỹ trong một cái trận càn, và anh đã hy sinh tại bờ biển Nhật Lệ, và tên đường của anh hiện giờ đang đặt là đường Trương Pháp dọc theo bờ biển Nhật Lệ thuộc đẹp. Và nữ anh hùng mẹ Nguyễn Thị Suốt, hay gọi là mẹ Suốt, mẹ đã chèo hàng trăm chuyến đò qua sông Nhật Lệ để đưa bộ đội và dân quân là sang sông phục vụ cho cuộc kháng chiến ở trong Mỹ cứu nước. Và tên đường của mẹ hiện giờ đang đặt ở từ đoạn Quảng Bình Quang cho đến chợ Đồng Hới. Còn bây giờ Trương Đệ kính mời quý vị đến thăm một cái ngôi làng cát Bảo Ninh và em bé Bảo Ninh năm xưa, lúc đó mới có 15 tuổi mà đã băng mình giữa chiến trận tại đàn cho bộ đội chống trả với giặc Mỹ trên quê hương Bảo Ninh, tỉnh Quảng Bình. Em bé Bảo Ninh bên bờ Nhật Lệ, dưới trời lửa khói, em như cánh tên bay trên cồn cát. Và nơi tôi đang đứng đây là một cái vùng cát trắng bao la, xen lẫn vào đó là những cái cây phi lao đứng sừng sừng giữa sa mạc, chịu cái nắng, cái mưa, cái gió và phải khom lưng uống mình khi từng cơn bão đi qua. Nhưng cũng ít ai biết rằng năm xưa, vào những ngày mùng 7, mùng 8 và 11 tháng 2 năm 1965, tại nơi này có cái cậu bé Lăng Chai đã bắn mình trong khói bom để tiếp đạn cho bộ đội cách nay đã 57 năm về trước. Và nhân vật trong cái bài thơ Em Bé Bảo Ninh kể lại những ngày cả nước cùng kháng chiến. Tháng 2 năm 1965, khi bầu trời thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình như bị xé toạc bởi hàng trăm quả bom rơi xuống, có một cậu bé bắn mình qua những đồi cát đang bị cày sới nham nhở, bụi tung mịt mù để tiếp đạn cho bộ đội và dân quân bắn máy bay. Đó là anh Trương Hương, một cậu bé Lăng Chai đã trở thành nhân vật trong bài thơ Em Bé Bảo Ninh của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Vinh, và sau này được nhạc sĩ Trần Hữu Pháp phổ nhạc. Những cái vần thơ giản dị, ngắn gọn, xúc tích ấy cách nay hơn nửa thế kỷ, và hôm nay tôi mới có dịp đi tìm Em Bé Bảo Ninh, một thời là biểu tượng về cái lòng dũng cảm của bao lớp thanh niên, thiếu niên trong những năm đất nước quật cường kháng chiến. Và không để quý vị chờ lâu, thì bây giờ Trương Đệ xin kính mời quý vị đi sang thăm nhà của Em Bé Bảo Ninh đang ở gần đâu đây. Xin mời quý vị cùng đi. Mến chào quý vị. Bây giờ là xe của mình đang chạy trên con đường Võ Nguyên Giáp. Tức là trước đây cái con đường Võ Nguyên Giáp này là một cái cồn cát trắng bao la sát với mặt biển, giống như là một cái sa mạc. Nhưng sau khi thành phố đã được phát triển lên và đã làm con đường Võ Nguyên Giáp này rất rộng, thì cho đến giờ này thì trên con đường Võ Nguyên Giáp thì là những tòa nhà đang mọc lên rất cao. Quý vị thấy là những tòa nhà mọc lên, rồi những cái villa, những cái khách sạn đang đua nhau mọc lên. Và cái vùng đất này đã như muốn vươn mình lên, chuyển đổi, đổi mới thành một cái khu đô thị trong tương lai. Đã đến được đường Nguyễn Thị Định của xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
và cũng là gần đến nhà của em bé Bảo Linh đây rồi. Chị cho em hỏi nhà của anh Hương và em bé Bảo Linh ngày xưa chị biết không? Thì vô đoàn nữa. À, vô đoàn này là có trong đó. À, là... Cái cổng các bác là em lại nó có cái ngồi đi lên đó. À, dạ. Còn cổng các bác là thế. Là em đi tới đoàn đấy mấy. Dạ, cái ngồi đi lên là em đến nhà đó. À, rồi, nhà rồi. Chủ đó, rồi. Em cảm ơn chị nghe. Cái bác nhà chủ Hương. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Hương ơi, anh Hương, chào. Rồi chào anh Hương. Ôi, chào bác. Ồ, anh là em bé Bảo Ninh này. À, dạ. Nghe là em bé Bảo Ninh trong cái bài hát, nhưng mà hôm nay mình thực sự mới đến được gặp anh. Để trong bức ảnh ngày xưa nhỏ nhỏ thì là anh khuôn mặt nó cũng giống như thế này chứ cũng khác bao nhiêu. Dạ. À, còn đây là bác gái. Bác gái. Dạ, ôi dạ, giới thiệu với mọi người đây là bác gái, phu nhân của em bé Bảo Ninh ngày xưa đấy. Dạ, dạ. Ôi dạ. Thôi đi. Hơn 70 rồi. À. Mượn cái ra. Dạ, em mới nhỏ. Hôm nay em... Có khách, có ba. À, dạ. Bà ở đây sống này. À, dạ. Chào nhà cửa rộng rãi đẹp. Ôi chào. Mênh mông. Trước sau là mênh mông. Bên này là đại gia đình hả? Ừ. Mình ở trong gia đình mà trước đây là có một người, sau là kể thôn thành hai người, mà bây giờ là thành ra là quá nhiều người. Mười đứa trong nuôi trong ngoài, con hai đứa tắt. Anh Hương này, qua cái thời gian dài á, mà theo cái tìm hiểu của em thì em biết được anh là em bé Bảo Ninh ngày xưa, qua cái bài hát em bé Bảo Ninh. Thì thật sự mà nói là lâu lắm rồi mà không có điều kiện, thì đến hôm nay mới có là cái điều kiện để ghé sáng tìm nhà anh để thăm anh. Đồng thời em cũng muốn anh có đôi lời như là kể lại cái chuyện ngày xưa, cái sự gan dạ của anh mới có 15 tuổi mà anh lại vác đàn rồi tiếp đàn cho bộ đội, thì thật sự là một cái tinh thần cái lúc đó cũng như thế nào mà em cảm thấy là một con người quá anh dũng. Thì qua đây thăm nhà anh rồi thì anh cũng cho em nghe được cái câu chuyện thật là dũng cảm của anh. Cũng xin trao đổi là với chú trước đề. Hôm nay đến tại gặp anh Hương tại nhà để anh Hương nói chuyện lại toàn bộ sự việc ngày xưa tham gia phong trào chống Mỹ cứu nước, cùng đóng góp với nhân dân Quảng Bình, Bảo Ninh, Đồng Hới. Cũng xin nói lại ngắn gọn thôi, nhân chứng lịch sử thì còn đây. Ngồi đây đúng nhân chứng lịch sử đó, người ta đến người ta nói nhân chứng lịch sử không còn đây. Thì cũng xin kể lại ngày mùng 7 tháng 2 năm 1965. Tôi lúc đó là còn nhỏ, chưa đủ tuổi 15. Có cái thông báo trước của tỉnh đồi Quảng Bình và Ủy ban dân tỉnh Quảng Bình là máy bay Mỹ sẽ ra đánh phá miền Bắc. Còn đánh vùng nào thì chưa thông báo cụ thể. Sáng sớm mới 6:20 từng tổ máy bay của bay từ ngoài biển vào, từ hàm đội 7 của nó bay vào. Nó bổ nhào đánh phá vùng Đồng Hới, Bảo Ninh, Quảng Bình liên tục suốt từ 6:20 cho đến trưa. Thì trong thời gian đó thì mình đã bộ đội dân quân của Quảng Bình, Bảo Ninh, Đồng Hới đã chuẩn bị trước rồi, cho nên là đã đánh trả máy bay Mỹ, làm cho đế quốc Mỹ cũng hốt hoảng, bay lượn rất nhiều và thả bom không chuẩn, không chính xác vào các vùng mà nó nghi là quân sự.
rồi bổ nhào đánh rất nhiều, đánh ghê gớm. Nhân dân Bảo Ninh cũng sau vụ ấy cũng bị có thiệt hại ghê gớm, dân nhiều người chết. Nhưng quá trình đó thì bộ đội dân quân của Bảo Ninh đồng hới bắn máy bay Mỹ, quá nhiều thời gian chiến đấu trực tiếp với máy bay Mỹ, cho nên bộ đội cũng và dân quân đàn hết và có trao đổi với tôi, kêu tôi lúc đó là các chú dân quân bộ đội là kêu em lên đây chú nói. Thì tôi đến ngay trận địa, nghe bộ đội dân quân bảo là cháu phải đi vạc đàn cho các chú để bắn máy bay Mỹ. Tôi lúc đó cũng còn nhỏ cho nên cũng sợ, máy bay Mỹ thì cứ bổ nhau thả bom bắn rocket, bom bắn 12-7, cho nên mình cũng sợ hãi. Nhưng mà qua sự động viên các chú dân quân bộ đội thì tôi cũng can đảm để xem thử mình có thể làm được không, thì tôi cũng chấp nhận đi vạc đàn, đi vạc đàn cho các chú bộ đội dân quân cách trận địa 3 cây số lên kho xã đồi Bảo Ninh để vạc đàn. Vì Bảo Ninh ngày xưa là có cái kho dự trữ súng đạn của bộ đội để chống chiến tranh phá hoại, mình đã có cái chương trình trước, cho nên từ đó tôi phải chạy băng băng trên cát. Ngày xưa thì đi dừa cát nóng lắm, chịu không nổi, cũng phải can đảm để vác đàn cho các chú dân quân bộ đội bắn máy bay. Ngày mùng 8 cũng thế, rồi ngày 11 đó đánh ghê gớm. Cho nên bản thân tôi trong mấy ngày đó là cùng với bộ đội và dân quân tham gia để phục vụ. Vì mình là lần đầu tham gia thì các chú bộ đội dân quân họ cũng rất tin tưởng và cũng biết cái sự dũng cảm của mình để mà cùng bộ đội dân quân tiếp đàn bắn máy bay Mỹ, giành những thắng lợi đầu tiên khi đế quốc Mỹ ra đánh phá miền Bắc. Dạ, chào anh. Nghe một hồi mà nghe nói đó thật sự là hết sức dũng cảm, mới có 15 tuổi mà anh đã gác già, chưa được 15 tuổi nữa ấy. Vẫn đi gác trực cùng với anh em trong đội. Ban ngày thì mình đi học là cứ đi học. Sau đó trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước từ năm 65 đó, tôi cũng tham gia cái đội ba sẵn sàng để đưa dân từ Bảo Ninh lên trên bến cung trên núi á. Lên để trốn đó. Lên để lên trên để sơ tán dân. Tôi đánh nó đánh đấy mà chết là dân có ý kiến. Mình phải đưa lên thành lập cái đội ba sẵn sàng. Tức là tôi đã bắt đầu một thời gian là bắt đầu chuyển qua được là đoàn viên đoàn cộng đoàn viên lao động Việt Nam rồi. Cuối năm 65 là chuyển qua đoàn viên đoàn thanh niên lao động Việt Nam, được kết nạp. Và tôi đi học nhưng vẫn được kết nạp vào đoàn và thành lập cái đội thanh niên xung phong để đưa bà con từ vùng Bảo Ninh lên sơ tán đến bến cung, ngày xưa gọi là bến cung, nơi chỗ đi kỳ đi lên đó, thì trên họ gọi là trên tràng đó đó, trên tràng đó, trên tràng đó, lên sơ tán đến đấy. Đưa bà con đi xong thì một thời gian máy bay thì nó ném bom quá nhiều, mà bà con nhân dân ở nhà thì tức là những người đàn ông ở nhà đi biển thì nó thả thủy lôi nữa, nó làm cho dân không đi biển được, phải ở nhà. Mà ai ra cửa biển Nhật Lệ là vì trên cái thuyền là có đóng bằng đinh sắt, cho nên là ra đó là nó thả thủy lôi rồi thì nghe cái đinh nó hút cái là nó nổ thủy lôi, cho nên nguy hiểm nữa. Đảng ủy ban cũng khó khăn và cuối cùng họp và quyết định thành lập cái thuyền đoàn. Làm cái thuyền rồi nhưng mà thuyền đoàn ai là đoàn viên đoàn lao động Việt Nam phải gương mẫu xuống đó để đi để làm gương cho dân. Tức là làm gương cho dân để dân ra đánh cá. Nhưng mà thuyền đó là mình phải đầu ngoài biển không vào cửa được. Vào cửa nó nổ. Nó hút nó nổ vì có đinh. Cho nên là phải đầu ngoài biển. Đêm hôm nào cũng phải đầu ngoài nở hết rồi khuya đi thật sớm.
để ra để chạy thuyền ra để đánh cá 5 ngày. Xong ngày thứ 5, mới 2 giờ sáng thì thuyền đoàn đã ra ngoài khơi rồi. Đi trên thuyền đoàn là tôi được sự phân công, trong thuyền đoàn là trực chiến máy bay Mỹ và tàu chiến Mỹ để cảnh báo cho xã viên trong cái thuyền đoàn đó biết, để mà tránh, tức là nhảy xuống dưới sông, dưới biển để mà tránh khi nó bắn rocket rồi 12-7 nó xuống là mình khỏi bị bị thương. Tức là phải báo rồi đó. Phải báo đó, tức là cảnh giới đó. Cảnh giới. 5:15 buổi sáng ngày ấy, ngày thứ 5 đó, trong 5 ngày đi biển, tôi trực chiến và phát hiện mấy cột khói từ xa. Từ xa phát hiện ra là báo cho trong thuyền là có tàu chiến Mỹ chạy đến. Cho nên là thuyền ngày xưa là đi bằng buồm chứ không phải đi máy. Đi bằng buồm, dơn cái buồm đi có gió thì nó chạy. Gió chạy thôi. Bắt đầu lúc đó là ông thuyền trưởng là Đỗ Văn Trì. Ông quay đầu tàu chạy vào, bởi vì chạy để mà trốn đi chứ trốn. Mình cũng không cố gắng làm gì hết. Bắt đầu quay chạy vào thì có khoảng 10 phút ấy, là tàu chiến Mỹ nó chạy lên gần bên mình rồi. Phát hiện ra là đúng 3 chiếc tàu chiến. Nó đến gần mình cách khoảng 200 mét thì có 2 chiếc đầu cách mình 200 mét, còn một chiếc là vòng quanh cái thuyền của mình. Tàu chiến Mỹ nó quay xung quanh và bắt nó dùng súng nó bắn trên mặt thuyền rồi bắt mình phải đầu hàng. Nhưng mà thuyền cứ vẫn chạy vào bờ. Tức là nó phải rượt theo mình à? Nó cứ đi theo mình nữa, bắt mình cho bằng được. Thì nó dùng cái tàu chiến nữa, còn mấy 2 chiếc ở xa là nó đứng xa đề phòng mình súng đạn, mình đánh lại như đứa của đảng như thế. Và sau đó nó vòng gần lại, nó cứ bắn và nó ép mình để mình đầu hàng. Thì mình cũng phải chịu thua nó chứ, mình cái tàu gỗ mà nó cái tàu chiến to đấy mà, nó nhảy sang nó bắt hết, trói tay bịt mắt lại. Nó dùng cầu, nó cầu qua cầu qua bên tàu nó. Nó chạy vào Đà Nẵng, vào cảng sâu Đà Nẵng, xong rồi nó bắt anh em qua một cái tàu khác để sau 1:30 đồng hồ nó chạy tốc độ nhanh lắm, tàu chiến đấy. Nó chạy ra bản đảo của Lâu Chàm. Ra Cù Lao Chàm nó giam mình ngoài ấy, thì nó giam để nó hỏi cung coi thử mình có phải tình hình bộ đội dân quân đồ dọc bờ biển là có canh gác bao nhiêu đâu. Nhưng mà mình là không khác để... mình khác là mình người dân, mình không để ý mấy cái chuyện đó, chỉ đi biển thôi. Cho nên là đảng nhà nước cấm là không được mang vũ khí là vì thế. Sau mấy tháng Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng lên tiếng tố cáo Mỹ Ngụy bắt những người nói tên Đường Hoàng, tên của mình Đường Hoàng tên ấy. Cho nên tố cáo Mỹ Ngụy thì mình là không có cái gì là mà giữ mình lại. Tức là mình là thời gian người dân đó, người dân bình thường. Một thời gian nó thả mình về. Thì đi làm gương trước cho dân, thì mình bị bắt vào xong thả về ở địa phương cùng công an của Việt Nam hỏi cung lại. Là thêm một lần nữa. Hỏi cung thêm lần nữa chứ mà để họ tin mình cả. Chúng ta rơi lại với công nhưng an. Nhưng khi mình phương. Đi thì có địa phương chứng nhận thì... là mình là bị bắt trong đó, trong 8 người đó là có những ai của địa phương đi thì có chính quyền ở đây biết chứ ra. Biết thì biết, nhưng mà nguyên tắc của công an là họ phải làm như thế. Không thể thả được, họ phải hỏi tìm hiểu. Để đôi lúc có những người trong 80 đó có sơ suất khai cái gì đó không đúng thì người ta phải điều tra. Tức là chắc. Có những cái liên quan tới bí mật. Bí mật đó. Cho nên là cái việc đó là công an của địa phương, công an của tỉnh Quảng Bình đấy là họ phải hỏi cung đó. Nói ngày xưa nói là hỏi cung đó. Điều tra cho ra. Một thời gian xong thì
cùng báo cáo với anh Đề là tôi được làm cái vụ mùng 7 tháng 8 tháng 2 và mùng 8 11 tháng 2 để được đồng chí Trần Sự, vì khi xảy làm được cái vụ đó rồi thì bắt đầu đảng ủy ban xã Bảo Ninh điền sang cho đồng chí Trần Sự. Ngày xưa là tín đồ trưởng Quảng Bình, trung tá mà tín đồ trưởng đó, ông ấy chỉ huy cho nên điền sang là ông ấy nắm, và ông ấy có điền xin ý kiến ngoài bộ quốc phòng cho tôi đi học trường thiếu sinh quân bảo ở bên Nga 7 năm và tôi được đi khám tuyển. Đi khám tuyển trong thời gian đó, sau khi cái ngày mà tôi bị bắt, bị mình bị bắt thì ngày đó là có quyết định về để đi học trường thiếu sinh quân Nga 7 năm đó. Nhưng mà mình đã bị bắt rồi thì có những cái giấy đó người ta không đưa đến nhà nữa. Đưa đến nhà xong người ta thu lại thôi. Tức là bị bắt nên cái được mà đi ra thuyền đi ra ra đó. Cho nên là nó trục trặc. Cuộc đời tôi cũng trục trặc nhiều cái lắm, cho nên được rồi. Không đi học được đó, sau đó là tôi được đi học Trung Quốc. Học Trung Quốc mấy năm xong rồi về được Bộ Lao động bắt ở lại Hà Nội, nhưng tôi xin về Quảng Bình. Về Quảng Bình và được Ủy ban dân tỉnh cử về Sở Thủy lợi Quảng Bình cùng làm việc với anh Lê Công Minh, Phạm Phước. Anh em với nhau tuổi cùng sàn sàn, thua nhau 1 tuổi, 2 tuổi chứ thôi. Và làm việc ở bên Thủy lợi cho và được kết nạp đảng tại Sở Thủy lợi Quảng Bình năm 70 theo cái chỉ thị của Bộ Chính trị là kết nạp lớp đảng viên Hồ Chí Minh đầu tiên. Thì tôi được người trong tỉnh Quảng Bình là tôi một trong những 5 người được kết nạp đảng viên Hồ Chí Minh đầu tiên khi Bác qua đời năm 70. Từ đó thì tôi cũng làm việc bên Sở Thủy lợi, rồi di chuyển chỗ này qua chỗ kia. Rồi khi nhập tỉnh thì vào Sở Giao thông Quảng Bình, nơi công ty vận tải biển đóng tại Đông Hà. Một thời gian rồi lại chia tỉnh, rồi lại về Quảng Bình, và đến lúc nghỉ hưu là cùng ở giao thông vận tải Quảng Bình. Thì nghe hồi nãy giờ mà nghe anh kể cái như kiểu cái lý lịch, như kiểu tiểu sự của anh mà từ 15 tuổi mà cho đến bây giờ là em nghe là cũng có quá nhiều cái giai đoạn đó, trắc trở đó. Thế thì cái cuộc đời của anh đã trải qua nhiều cái giai đoạn như vậy, thì cho đến bây giờ thì anh có lưu giữ được những cái hình ảnh hay là những cái gì gọi là để làm kỷ niệm trong cuộc đời của anh? Ngày xưa tiếp đàn thì được Trung ương đoàn vào quay phim vạc đàn, nhưng mà bây giờ là không còn những hình ảnh đó, là bởi vì nhiều nhà báo, nhà thơ đến tìm hiểu và xin ảnh và những kỷ vật. Có là họ xin rồi cuối cùng là người ta không trả lại. Nay tôi còn một cái ảnh đó này. Anh duy nhất hả? Tôi vẫn còn những cái giấy xác nhận của những vị lãnh đạo ngày xưa, nhất là đồng chí Trần Sự, tỉnh đô trưởng Quảng Bình xác nhận cho tôi cái giấy để xin đề nghị. Vậy đấy hả? Đó, vậy Trần Sự. Một em bé anh Dũng sống pha tại đàn cho bộ đội, sống rồi cũng tiếp đến nữa là cũng xung phong đi đánh cá làm gương cho bà con ở trong địa phương, xong rồi lại bị bắt đưa ra từ ngoài đảo của Lao Chàm để giam giữ ở đó, rồi xong rồi về lại, rồi lại là không ngờ ở nhà là có cái giấy để đưa anh đi học ở bên Nga, nhưng mà anh lại tiếc một cái là anh bị bắt rồi, cho nên anh không tham gia lớp học ngoài được. Đó là một cái mà rất tiếc cho cuộc đời của anh. Rồi sau này anh lại đi sang Trung Quốc được để học tiếp nữa, và về thì anh tham gia vào
là các cái đơn vị như là thủy lợi, và cho đến bây giờ thì cuộc đời mình cũng đã đến cái tuổi gọi là cũng khá rồi anh à. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, hôm nay quả thấy chia sẻ gặp được anh tâm sự là tầng đáy lòng của anh. Rất cảm ơn anh. Hôm nay em sang đây mà cảm ơn anh. Cảm ơn chị đã giúp đỡ cho em hoàn thành được cái video. Rồi. Theo cái tâm nguyện của em đã bấy lâu nay, hôm nay em mới làm được. Mà đặc biệt là gặp anh là một con người là thực sự là bằng xương, bằng thịt, bằng nhân da, chứng lịch sử. Nhân chứng lịch sử. Rồi. Xin cảm ơn anh Đệ và anh anh Đình á, anh Đình. Rồi, xin chào và tạm biệt anh, tạm biệt chị, em về nha. Chia tay anh, tôi lại tìm đến cái cồn cát ngày xưa, và giờ đã trở thành một cái điểm du lịch hấp dẫn mỗi khi du khách đến nơi đây. Em bé Bảo Ninh của những ngày đến Mỹ giờ đã bước qua tuổi xưa nay hiếm. Đồng hành cùng ông là bà Đỗ Thị Tuyết Lan, người vừa tạo tầng, chịu thương, chịu khó, là đồng nghiệp của ông thời ở Tý Thủy Lợi. Hai ông bà sinh được 5 em bé Bảo Ninh, và cả con ông đã sinh cho ông 12 cháu bé Bảo Ninh. Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Văn Dinh là phóng viên báo Quảng Bình ngày ấy, trong lần ra trận địa để ghi nhận tinh thần chiến đấu của quân và dân thị xã Đồng Hới. Tình cờ, ông bắt gặp hình ảnh một cậu bé nhỏ thó bắn mình trong khói bom mịt mù để tiếp đàn cho trận địa. Xúc động trước cái hình ảnh dũng cảm ấy, ông đã viết bài thơ Em bé Bảo Ninh đăng trên báo Quảng Bình. Ngay ngày hôm sau, bài thơ đó đã được nhạc sĩ Trần Hữu Pháp phổ nhạc, đưa Em bé Bảo Ninh trở thành bài ca đi cùng năm tháng. Đến đây, Trương Đề xin dừng video lại tại đây. Nếu quý vị cảm thấy video có ích hay thì hãy để lại một like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và vào YouTube đăng ký kênh Tìm Về Dấu Xưa của Trương Đề để đón xem các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.